Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Phúc nha. Sẽ có một số hoa giấy quý cô chú anh chị em, cây gọn đẹp ha. Gồm có vịt đỏ quý anh chị em, mandarin và nhiều dòng siêu bông ha. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi chào Phúc. Dạ chào anh Thái ạ. Chào bạn quét trên mọi miền Tổ Bắc đã xem video và kênh của anh Thái, cũng cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ clip vừa gọi của em. Thì địa chỉ nhà vườn em ở Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại đồng hồ là số Zalo em là 0924485874 ạ. Rồi hôm nay em có một số mặt hàng hoa giấy giống mới gửi đến anh chị mình ha. Rồi không mất thì nguyên gian với đó chị mình hiện vô mã số 1 là em Morogreen ạ. Tán nó được cho mình là 55. Tổng chiều cao được cho mình là 72. Tổng của hoành các em được cho mình là 18. Giờ làm xin vô luôn mã số 1 này với chuyển giá là 270.000đ. Đã bao gồm phí ship luôn hả quý anh chị? Một rễ lắc lượng quý anh chị. Dạ. Tổng dáng bay luôn, em Morogreen đang gọn hoa ha, mã số 1. Rồi tiếp theo lên mã số 2. Một cây nhiều màu quý anh chị em, gồm có trắng tiết, tím tiết, đỏ red pizza, cam lửa, hồng tuyết. Tán được cho mình là 65, tổng chiều cao được cho mình là 80. Tổng của hoành cam được cho mình là 19. Rồi làm xin vô luôn mã số 2 này với trị giá cũng là 350.000đ. Đã bao gồm phí ship luôn hả quý vị. Mã số 2 của em ghép nhiều màu. Rồi tiếp theo lên mã số 3. Tiếp tục vẫn là nhiều màu quý anh chị em, như cây vừa rồi ha. Tán nó được cho mình là 70, tổng chiều cao được cho mình là 75. Tổng có hoành kem được cho mình là 14. Giờ làm xin vô mã số 3 này với trị giá cũng là 350.000đ. Đã bao gồm phí ship luôn hết quý anh chị. Cũng vẫn là cam lửa, hồng tuyết, tím tuyết, trắng tuyết, đỏ hết pizza. Mã số 3. Giờ là tiếp theo lên mã số 4. Cây rất đẹp quý anh chị. Natalie hả quý anh chị. Tán nó được cho mình là 85. Tổng chiều cao được cho mình là 1m15. Hoa nó tựa như hồng gân nhưng mà cái màu tổng của hoành kem được cho mình là 21. Rồi em xin giao luôn mã số 4 này với trị giá là 480.000đ. Đã bao gồm phí ship luôn quý anh chị ơi. Cây rất là đẹp. Đến zoom cái máy rồi cho quý anh chị em mình xem cái quay cận cảnh cái màu hoa của nó. Hồng gân đó thì nó chạy vân quý anh chị em, còn cái này đó là hoa nó lên đốm 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 nhìn rất là đẹp luôn. Dạ, mã số 4 Natalie. Rồi tiếp theo lên mã số 5. Là một em ghép nhiều màu ạ. Tán được cho mình là 50, tổng chiều cao được cho mình là 85. Tổng cấu hoành kem được cho mình là 17. Giờ làm xin mã số 5 này với trị giá là 260.000đ. Cây này mới giật tàn nên nó rất là sát quý chị em, gồm có trắng tuyết, tím tuyết, hồng tuyết, đỏ red pizza, tím lá xanh và cayata. Dạ, rất là nhiều màu, mã số 5, 260.000đ. Rồi tiếp theo mã số 6. Là một em mandarin hả quý anh chị. Tán nó được cho mình là 62, tổng chiều cao được cho mình là 75. Tổng cấu hoành kem được cho mình là 18. Giờ em xin vô mã số 6 này với trị giá là 300.000đ. Đã bao gồm phí ship luôn hả quý anh chị. Hoa đậm đổi màu siêu đẹp quý anh chị. Một rễ co lắc quái hả quý anh chị. Mã số 6. Rồi tiếp theo lên mã số 7. Là một dòng chi cha online hả quý anh chị. Tán nó được cho mình là 62, tổng chiều cao được cho mình là 85. Tổng của hoành kem được cho mình là 17. Rồi làm xin vô luôn mã số 7 này với giá là 280.000đ. Đã bao gồm phí ship luôn hả quý anh chị. Trong dòng chi cha online, mã số 8. Dạ rồi, tiếp theo lên mã số 9. Là một dòng Adana online hả quý anh chị. Tán nó được cho mình là 62, tổng chiều cao được cho mình là 85. Tổng cổ hoành kem được cho mình là 16. Rồi làm xin vô mã số 9 này với anh chị giá cũng là 270.000đ. Đó bao gồm phí ship luôn hả quý anh chị. Thì lúc mà non thì nó lá sẽ là cẩm hạch hả quý anh chị. Lúc về già thì nó sẽ chuyển màu xanh nhiều hả quý anh chị. Quý anh chị gãy lá thì nó sẽ lên lá cẩm hạch lại ha. Rồi số mã số 9. Rồi tiếp theo lên mã số 10 ạ. Cây này gồm có trắng tuyết, hồng tuyết, tím tuyết, ba màu siêu bông. Tán được cho mình là 55, tổng chiều cao được cho mình là 75. Tổng cấu hoành kem được cho mình là 17. Giờ làm xin vô luôn mã số 10 này với trị giá cũng là 260.000đ. Đã bao gồm phí ship luôn ạ. Cho mã số 10. Rồi tiếp theo lên mã số 11. Thêm ba màu anh chị em. Tán được cho mình là 55, tổng chiều cao được cho mình là 70.
Tổng cố hoành kem được cho mình là 21. Vậy là em xin vô luôn mã số 11 này, bên chị giá là 300 ngàn. Đã bao gồm thima, phí ship hả quý chị? Hai màu, thima red và thima yellow quý chị em, gồm có màu vàng và màu đỏ ha. Rất là đẹp luôn hả quý anh chị. 200, 300 ngàn bao ship hả quý anh chị. Mã số 11. Rồi tiếp theo lên mã số 12. Cây này gồm có tím lửa màu cà, tím tuyết, Milo, red bia. Tán được tuyết cho mình là 55, tổng chiều cao được cho mình là 72. Tổng cố hoành kem được cho mình là 21. Thì làm xin cho luôn mã số 12 này quý anh chị, giá cũng là 300 ngàn, đã bao gồm phí ship luôn hả quý anh chị. Cho mã số 12. Siêu bông nhiều màu. Dạ. Rồi tiếp theo lên mã số 13. Red Pizza, vừa lá xanh vừa cẩm thạch. Tán được cho mình là 55, tổng chiều cao được cho mình là 70. Đột biến quý anh chị em. Tổng cố hoành kem được cho mình là 16. Dạ làm xin cho luôn mã số 13 này, quên chìm giá cũng là 260 ngàn, đó bao gồm phí ship đó quý chị. Con nhánh nó lên lá vàng luôn dạ. Quý chị em. 260 ngàn. Cẩm thạch. Cho mã số 13. Rồi tiếp theo lên mã số 14. Vẫn là ghét visa cẩm thạch quý chị em. Tán này được cho mình là 62, tổng chiều cao được cho mình là 75. Tổng cố hoành kem được cho mình là 14. Thì làm xin cho luôn mã số 14 này quý anh chị, giá là 260 ngàn, đã bao gồm phí ship luôn hả quý anh chị. Trong dòng cẩm thạch ghép pizza, mã số 14. Tiếp theo mã số 15. Gồm có tím lửa màu cà, đỏ red pizza, trắng tuyết, tím tuyết quý anh chị em. Tém được cho mình là 62, tổng chiều cao được cho mình là 75. Tổng cố hoành kem được cho mình là 20. Thì làm xin cho luôn mã số 15 này quý anh chị, giá cũng là 300 ngàn, đã bao gồm phí ship luôn hả quý anh chị. Em ghép nhiều màu. Mã số 15. Để rồi tiếp theo lên mã số 16. Tám được cho mình là 62, tổng chiều cao được cho mình là 70. Tổng cố hoành kem được cho mình là 14. Giờ làm xin vô luôn mã số 16 này với anh chị, giá cũng là 260 ngàn. Red pizza vừa cẩm thạch vừa lá xanh đúng không chị? Dạ. Mã số 16. Để rồi tiếp theo lên mã số 17 ạ. Cẩm thạch red tán pizza được cho mình là 70, tổng chiều cao được cho mình là 62. Tổng cố hoành kem được cho mình là 15. Giờ làm xin cho luôn mã số 17 này với chị giá cũng là 260 ngàn, đã bao gồm phí ship luôn ạ. Trong dòng cẩm thạch red pizza mã số 17. Tiếp theo lên mã số 18 là Lolly Mary nha quý anh chị. Nó cũng như một dòng chi trao online á. Tán được cho mình là 45, tổng chiều cam được cho mình là 70. Tổng cố hoành kem được cho mình là 13. Nhà đồng xin cho mã số 18 này, chuyển giá cũng là 270 ngàn luôn ạ. Bông của nó thì nó đỏ đỏ cam cam hả quý anh chị, rất là đẹp. Mã số 18. Dạ rồi tiếp theo lên mã số 19 ạ. Mandarin quý anh chị. Quả hòa. Tán được cho mình là 55, tổng chiều cam được cho mình là 75. Tổng của hoành kem được cho mình là 16. Giờ làm xin cho luôn mã số 19 này quý anh chị, giá cũng là 250 ngàn, đã bao gồm phí ship luôn ạ. Cho mã số 19. Rồi tiếp theo lên mã số 20. Tám được cho mình là 45, tổng chiều cao được cho mình là 70. Tổng của hoành kem được cho mình là 22. Giờ làm xin cho luôn mã số 20 này quý anh chị, giá cũng là 280 ngàn, đã bao gồm phí ship luôn hả quý anh chị. Cẩm thạch đỏ rất pizza quý anh chị. Dạ, mã số 20. Rồi tiếp theo lên mã số 21. Là một dòng dịch đỏ hả quý anh chị. Tổng chiều cao được cho mình là 1 mét. Tổng cố hoành kem được cho mình là 19. Giờ làm xin cho luôn mã số 21 này quý anh chị, giá cũng là 270 ngàn, đó là cái ship luôn hả quý chị. Rất là to quý anh chị em. Dạ. Cái lá nó chân dịch ha. Mã số 21. Một dòng rất là mới luôn ha anh chị, hot trên thị trường ạ. Rồi tiếp theo lên mã số 22. Cây ghép nhiều màu anh chị em. Gồm có Golden Sunshine nắng vàng, đỏ lửa. Tán nó được cho mình là 75, tổng chiều cao được cho mình là 95. Tổng cố hoành kem được cho mình là 19. Rồi làm xin luôn mã số 22 này quý anh chị, giá cũng là 480 ngàn. Nguyên một nồi đế đặc quý anh chị em. Đã bao gồm phí ship luôn ha quý anh chị. Cây này gồm có Golden Sunshine nắng vàng, đỏ lửa, dạ. Daba Venza,
Adana vàng. Dạ. Rất là nhiều màu hết anh chị, số 22. Màu giống mới anh chị em. Rồi tiếp theo lên mã số 23. Một cây Golden Gao. Dòng này thì cái vòi hoa nó rất là dài. Đa sắc thái. Được cho mình là 55, tổng chiều cao được cho mình là 85. Tổng cấu hoành kem được cho mình là 18. Và làm xin lô mã số 23 này với anh chị giá cũng là 270.000đ, đã bao gồm phí ship luôn ạ. À. Mã số 23. Tiếp theo lên mã số 24. Là một dòng chi cha online hết quý anh chị. Tán được cho mình là 65, tổng chiều cao được cho mình là 90. Tổng cấu hoành kem được cho mình là 22. Và làm xin vô luôn mã số 24 này với chị giá cũng là 350.000đ, đã bao gồm phí ship luôn hả quý anh chị. Thằng quý anh chị về có thể khai hát bo được luôn rồi ạ. À. Mã số 24. Rồi tiếp theo lên mã số 25 là dòng son môi cam hả quý anh chị. Mahagani quý anh chị em. Tán được cho mình là 65, tổng chiều cao được cho mình là 75. Tổng cấu hoành kem được cho mình là 17. Rồi làm xin vô mã số 25 này với anh chị giá cũng là 260.000đ, đã bao gồm phí ship luôn ạ. À. Mahagani son môi cam mã số 25. Rồi tiếp theo lên mã số 26. Cây này chia tầng rất đẹp quý anh chị em. Chi mâm ha. Tán được cho mình là 75. Tổng chiều cao được cho mình là 1m1. Tổng cấu hoành kem được cho mình là 27. Và làm xin luôn mã số 26 này quý anh chị giá cũng là 550.000đ, đã bao gồm phí ship luôn hả quý anh chị. Mỗi mâm là một màu quý anh chị em. Dạ. Ở dưới này thì có tím lửa màu cà nè. Dạ. Lên trên này thì tím tuyết nè quý anh chị em. Milo. Đỏ red pizza nè, trên này màu trắng tuyết nè. Ở đây có dưa hấu vàng nè, rượu vang nè, nói chung là rất là đẹp quý anh chị. Đây Milo nữa. Rất là nhiều màu luôn, mã số 26, 550.000đ. Rồi tiếp theo lên mã số 27, mã cuối clip của em luôn ạ. Red pizza, lá xanh cẩm thạch quý anh chị em. Tán được cho mình là 75, tổng chiều cao được cho mình là 80. Tổng cấu hoành kem được cho mình là 15. Và làm xin luôn mã số 27 này quý anh chị giá cũng là 270.000đ, đã bao gồm phí ship luôn ạ. Giờ rồi thì lại cuối clip thì chân thành cảm ơn quý anh chị đã qua thời gian xem video em. Cảm ơn Pháp Thái đến nhà vườn em ạ. Chúc quý anh chị một ngày xem clip hoặc là nhìn vui, đang may mắn ạ. Rất sự mong ủng hộ quý anh chị em càng xa ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Phúc nha.